hai, ba, lên. Chắc đủ đá rồi đó. 93 viên dư. Lát đục ra kim cương nữa là không có đá để ghim luôn á. Để khảm luôn đó. Cộng 3 này. Đấy, lên cộng 3 nè. Uy lực lời nguyền thuyết cộng 3. Bây giờ mình sẽ nâng uy lực lời nguyền thuyết lên cộng 4 nha anh em. Sẽ tốn 10 cái búa sử thi và 50 viên kim cương. Với 4 cái uy lực lời nguyền bình thường nha. Nãy mình mới quay cái xúc sắc điện có đủ một cái nữa ấy. Tại nay mình thiếu một cái nên mình mới qua quay xúc sắc đấy. Chứ thôi mình cũng không quay, mình để mình tích tới anh em già mình mới quay ấy. Mà lỡ thiếu rồi thôi quay luôn. Kiểu này chắc anh em mốt là anh em già một râu dài khúc luôn mới quay nổi. Rồi bây giờ nâng cái này lên cộng 4 nha. Nâng cộng 4 mới nâng cái kia được. Lên này. Cộng 4. Cái này cũng là cái nhẫn mà bao nhiêu anh em ước ao nha. Cái cộng 4 này này. Không phải là cái bình thường đâu. Cũng rất là nhiều anh em ước ao được cái này đó. Đợi xíu nâng đồ xong rồi sẽ bêm nhau hả. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất của chúng ta đó chính là cái chiến thần này. Bây giờ mình sẽ mua thêm hai cái búa nữa. Đó là cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Hai cái búa. Mình còn 21k kim cương. Từ từ em. Hối quá vậy gà đi nắng. Bé này. Đây. Trời ơi ba cái này nó đau. Nhiều anh em chắc đau tim về cái này lắm. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái này ha. Bây giờ để mình so sánh lực chiến cho anh em xem. Chín mươi ba k nha, nó chỉ là cái bình thường, nó chưa lên sự thi là 93k, 94k luôn đi, làm tròn là 94. Bây giờ mình sẽ nâng cái này lên thì lát mình ghép vô coi nó được bao nhiêu k được chiến nha anh em. Lên nha, lên nguyên liệu rèn thôi kệ đi, không quan tâm. Lên, nó không gớt đâu anh em. Lên sự thi rồi. Ôi hồi hộp và đau tim chết được. Mặc dù nó không gớt nhưng mà ủa, nó lên sự thi sao nó còn ở đây vậy? Ủa là sao? Ủa mình còn dư cái này nữa hả? Ô khoan, từ từ để mình xem lại. Ủa giờ mình có tới 3 cái lần hả ta? À nhầm. Ôi cái này mình còn nâng được nữa nè. Ở đâu? Ở mình còn nâng được cái này nữa nè anh em. Lên truyền thuyết luôn này. Phải không? Phải không? Để ra nếu được nâng lên luôn. Đẩy lên truyền thuyết luôn. Ủa ta giờ mình dư một cái hả ta? Đeo cái này. Ủa mình dư một cái hả? Ủa hay. Ủa mình có 3 cái hả? Sao mình nhớ mình có 2 cái vậy ta? Ui trời. Cơ hội lên truyền thuyết luôn em à. Trời ơi. Lên truyền thuyết luôn rồi. Ở lên truyền thuyết nó đâu có tốn bao nhiêu đâu. Mười viên này với hai cái búa thường có 1k kim cương nữa à. Mọi người lên không mọi người? Mọi người cho mình ý kiến coi. Chẳng lẽ tới đây mà không lên nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình với. Rồi bây giờ xong ạ. Mình không nghĩ là mình có được 3 cái nhẫn này chứ. Ủa mình nhớ mình có 2 cái mà ta. Ôi bây giờ mình lên được cái truyền thuyết luôn này. Hai nhờ. Mình không nghĩ mình có cái này luôn á. Nâng cái này chắc xỉu chết.
Rồi bây giờ mình đi mở cho đủ đá này nha. Bất ngờ thiệt. Đây sẵn cho anh em xem lên cái tiền thí nó cần những gì nữa này. Trời còn tốn mấy cái nhẫn này hơi bị đau đầu ấy. Nhẫn này là tiền không này. Chiến thuật là quyền truyền thuyết đầu tiên của server 232. Gồm tay quá anh em à. Lần đầu tiên lên chiến thần uy lực truyền thuyết luôn này. Hấp dẫn. Làm nha, đây là cái giây phút mà thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Thiêng liêng nhất luôn, để cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Cái gì mà được like thứ 17 nghe hoang mang vậy. 2, 3, lên. Làm rồi anh em à. Chiến thuật. Trời ơi, chiến thần uy lực là nguyên truyền thuyết. Ôi tôi còn thêm cái lời quyền nữa chứ. Sung sướng quá anh em ơi. Thiệt sung sướng thiệt luôn á. Ôi giá cùng mình cũng có được cái này rồi. Cái đầu tiên của server. Cười không nhặt được mồm luôn. Vô tình vô tình. Cái này vô tình nâng lên này. Hồi nãy là nó có 94k được chiến à. Để bây giờ mình ép vô luôn. Nếu mà cái này nó lên được nhiều kim cương á, lên toàn lỗ kim cương không là rất là sướng luôn. Trời ơi này tốn ngọc dữ vậy hả. Giây phút thiêng liêng còn phải lấy vợ nữa anh em. Vãi gà đi nắng bình luận câu chắc. Rồi cái giây phút này mới thiêng liêng nè. Nếu mà lên được ba cái lỗ kim cương là hơi bị đỉnh luôn. Không cái đó hơi tham lam nhưng mà hy vọng là được vậy. 300 viên phụ ma nha anh em. Phụ ma cao á. 300 viên. Rồi bây giờ mình sẽ nâng lên rồi mình khẩm ngọc vô ha. Lên này. Có lỗ kim cương không? Lỗ kim cương. Có không? Ôi rồi mỗi lần nâng này nó đứng à. Ở được một lỗ này. Thốn thế. Lên 11 tôi bỏ luôn. Lên này. Lên. Ôi trời ơi, đấy. Vô. Thấy chưa anh em? Nó đã lên rồi. Đó. Phải vậy chứ. Nó nghe tôi xin, nó nghe tôi bỏ, nó sợ nó lên đó anh em. Hay bây giờ mình đeo vô đi coi nó tăng được bao nhiêu được chiến nè. Coi đó cũng như không à. Đấy, nó phải lên. Tôi nói nó phải lên mà. Đeo vô. Rồi hay. Cũng không có nhiêu hết. Nhưng mà nó đẹp. Bỏ ngọc đi. Trời ơi xịn quá. À chiến thần uy lực truyền thuyết đầu tiên server luôn. Sướng quá anh em ơi. 12k này, 2k5, 5k. Nhất cái nách thiệt chứ.